Buổi sáng bên bờ suối, mọi người ngồi uống trà. Trời lại âm u và bắt đầu có dông lánh cánh. Sau khi đi làm về, các anh ghi chép cẩn thận lại. Sau lai từng ăn lá này nè. Ở phía ngoài có khoảng 7 con ong. Các loài đang muốn bay vô tranh giành tổ ong. Một sự kỳ thú. Nhắt chi mai là một trong những loài sâm nổi tiếng ở Tây Giang. Và các bạn thấy nhìn thấy cái bông hoa của nó. Nhìn những chú ong vừa đập cánh bảo vệ tổ rất là ngoạn mục các bạn. Nếu các bạn thích thưởng thức môn rừng Sao La Quảng Nam thì các bạn cứ đến Sao La mà